Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay em lên tiếp những cái nhà. Em lên ít mẫu mới về luôn nha. Mẫu bên hàng đẹp luôn nha. Đập nữa. Rồi, đầu tiên em lên chiếc này nha. Này, thương hiệu của Ý nha cả nhà. Romeo nè. Ghi tên tên tiếng Anh gì không rõ nữa. Romeo ghi ghi ly gì nè. Của Ý nha cả nhà. Mã của số nó mã của nó RG M2107. Kính là kính mờ những gì, kính sương mờ, kính rin của nó gì những gì, kiểu dáng là cổ điển, pha chút đầu lâu xương sọ xíu như vậy. Một cơ lực có 3 giờ, chiếc này đặc biệt là vỏ bằng thép hết những nha, chứ nhà chưa thấy chiếc bằng thép đúng không, để số vỏ si đúng không, chiếc này vỏ bằng thép, đặc biệt của nó là chiếc này phiên bản limited những nha, thưa quý, đặc biệt của nó là vỏ bằng thép. Được rất độc như cái nhà anh thích này, anh em thích bụi bặm, chiếc này size size 40 như cái nhà, kẻ nấm là 43, rất độc đẽo luôn. Nó dẻ cổ, nó phủ lớp dẻ cổ lên rỉ sét nè, lớp kinh của nó lớp này nè, nó chạy chỗ này xíu nè, inox như cái nhà nè, rỉ sét đồng cổ em bạn dễ mà màu đồng cổ, thông số phía sau nè, vỏ thép không rỉ nè, Rovell Ghillie nè, logo được khắc họa văn hình dập nổi như cái nhà nè, ly bản limited nè, chiếc này 500 ngàn chiếc như cái nhà, vỏ thép không rỉ. Hồi giờ em thấy vỏ si không, ở này chiếc này chiếc đặc biệt, lấy vỏ thép được si lại vỏ đồng cổ, rất độc đẽo luôn như cái nhà, người của Ý. Size 40. Kẻ núm là 40 13. Rất độc luôn. Em lên tay có nhiều xe à, thích bụi bặm. Size to như thế này. Size nhìn to lắm. Cổ điểm, dây thì điểm coi dài dài có nhiều. Rồi, với dây dài thoải mái luôn, 20 rồi, 20 đi vô tư luôn những gì. 20 21 vô tư luôn. Khó nó hơi cứng. Cứng vậy. Đây, khó nó có logo nữa nhỉ các nhà. Rồi, chiếc này rất là đặc biệt luôn. Mà em bán giá quá rẻ chiếc này luôn cho cả nhà sưu tầm điều chơi, vỏ thép nha cả nhà, không phải vỏ si nha. Rồi chiếc này em để cho cả nhà mình là 850 ngàn, rất độc nha anh em, chốt liền tay nha. Rồi, rất độc luôn, 850k. Rồi tiếp theo em lên chiếc Orobinco cho cả nhà. Chiếc này chiếc màu đen này. À, form đùi ớt rất là đẹp luôn, cổ điển pha chút hiện đại, cổ điển là form ôm này, đùi ớt nấm là phương niệm rất là đẹp luôn, nó dây khóa nguyên rin, một lịch lọc gấp 6 giờ, kim cọc số bát sáng rất là tốt nha nhà, logo của Orobinco này, Orobinco đầy đủ nha nhà, ở ngoài rất đẹp nha, chiều nó quay tối nó hơi đấy, dây khóa nguyên rin nè. Chiếc này size mặt size đúng là chiếc màu xanh đó, size 36, kèn núm là 39 40, kèn cũng 50 50, chiếc này tương đương 41 42 tròn như cái nhà, 41 42 tròn luôn, form này rất đẹp rất ít như cái nhà, thương hiệu của Ý ấy. Rất đẹp như vậy nhỉ, rất mới luôn, lên tay những người xem. Tay này tròn đều đẹp đẹp luôn, thương hiệu của Ý như vậy nhỉ. Rồi dây khóa nguyên rin còn rất đẹp luôn, dây khóa nguyên rin xài ok hết như vậy nhỉ, mong là họa tiết logo rất đẹp luôn. Ôi cô này
thành lập năm 1996 và thép không rỉ kháng nước 5ATM mã NOR0012. Rồi, đầy đủ nha, dây khóa nguyên rin. Em để đây luôn. Chiếc này em để cho nhà mình là 1.150.000, mã B19. Rồi, mã B19 nha cả nhà. Rồi, tiếp theo em lên chiếc như vậy luôn. Mặt màu xanh, xanh ngọc nha, cũng rất là đẹp luôn. Dây khóa nguyên rin luôn. Rồi, cho cả nhà xem. Rất mới luôn nha. Mới và đẹp luôn. Dây khóa nguyên rin. Khó nè. Oro Binco nha. Dây nó màu xanh xanh đậm. Đây, màu xanh ngọc lên rất đẹp. Size thì cũng 36, tương đương 41.2 tròn. 42 tròn. Này, mong nó đầy đủ nha cả nhà. Cũng như chiếc kia thôi. Mình lên tay cho cả nhà xem. Tay tròn đều đẹp luôn nha cả nhà. Rất là độc đáo. Nguồn lực lúc 36 giờ. À, lịch lọc lúc 6 giờ. Rồi chiếc này em đáng 1.200.000 nha, mã B20. Rồi tí để tí em dọn. B20. Tiếp theo em lên một chiếc chiếc này thì quá đẹp rồi, form vuông. Rất hiếm luôn, ít luôn. Anh em đi quanh YouTube không ai bán chiếc này đâu. Viceroy Chonorat kháng nước 50m, full 6 kim, form này rất đẹp luôn nha. Chiếc này là thương hiệu Veteroy, là thương hiệu ngày xưa là của Ý. Để từ từ tí mở mông cho khách xem. Full 6 kim Chonorat, mẫu quần lịch có 4.5, vỏ thép không rỉ. Dây đã lên bộ dây bò mới. Dây này về em đã lên bộ dây bò giờ mới. Dây của nó hư rồi như cái gì. Dây bò mới rồi. Dây khó mới luôn. Phong vuông rất hiếm. Mặt rất đẹp nha. Ngoài sáng rất đẹp luôn. Chiếc này là kim cọc số dạ quang. À, kim bộ kim dạ quang rất sáng. Bộ kim dạ quang rất sáng như này. Chiếc này có sai mặt là 34 tay luôn. Chiếc này chai sai mặt là sai 34. Kẻ nấm là 37. Đâu. 34 kẻ nấm 37. Càng ngắn đều rất ôm tay. 47 nha cả nhà. Vỏ thép không rỉ. Chiếc này là thương hiệu của Thụy Sĩ. Cho cả nhà xem. Đây, nấm nó có chữ V luôn nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Hiếm nha cả nhà. Nè, Viceroy. À, xin là 1959 nè. Này con cái hãng đồng hồ này thành lập 1951. À, sau này được bán năm 1998 rồi được bán cho Tây Ban Nha nha cả nhà, tập đoàn Tây Ban Nha. Bây giờ là thương hiệu của Tây Ban Nha nha cả nhà. Chiếc này chạy máy Nhật, không phải máy Thụy. Bán cho tập đoàn Tây Ban Nha rồi. Bây giờ là thương hiệu của Tây Ban Nha nha cả nhà. Đây, nắp lưng rất đẹp luôn, sỡ xước nè. Chữ dập nổi nè, dập chìm nè. Phía này phiên bản đặc biệt nha, cũng trong bộ sưu tập đặc biệt nè. Sebenso Collection nè. Tiếng Anh thì em không đọc tầm bài mà em biết đúng không. Đó, vỏ thép không rỉ, Chonorat Water Resist 50m. Single model của nó là 47411. Single mode nè. Cái này rất đẹp nha các nhà. Tính để đeo thôi, lại để bán cho anh em mình đeo. Này, đây em đeo ôm rất đẹp luôn. Viceroy. Ở ngoài đẹp lắm như nha. Em có chụp hình rồi. Nhà thích em gửi hình lại như cái nhà. Chứ rất đẹp luôn. Chạy máy Nhật. Form vuông rất đẹp luôn. Form máy này anh em săn đón nữa. Rồi chiếc này em để cho nhà mình là 1.280. Em đo sai lại lần nữa nha.
Size nó size 34, kẻ núm là 30 37. Form rub ôm, thương này tương đương 40 tròn nha, 41 tròn, rất là dễ tay luôn. 47 nè. Tay 16.5. Chiếc này tương đương 41 tròn luôn, 40 41 tròn. Ôm hết tay luôn, này có 41 42. Tay em đeo rất đẹp, em thích chiếc này lắm. Rồi, chiếc này em để em 1.280.000, mã B21 nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Rồi, bữa nay em lên chiếc độc đáo của nhà mình. Đây. Rất đẹp nha cả nhà. Adidas thương hiệu của Mỹ. Chiếc này là chiếc này form gọi là form sừng châu nha cả nhà. Form này rất cổ điển như mấy nhà Sizin á. Sizin rất là mắc tiền, bây giờ cái dòng mà Sizin sừng châu cơ rất là mắc nha cả nhà. Ít nhất cái nhà mua mười mấy 20 triệu chiếc này. Nhưng này là form Adidas mà chạy máy pin phun sáu kim. Còn Shein hay Seiko cũng có dòng này nha, dòng sừng châu như này. Vỏ thép không rỉ, dây thép rất đẹp như này. Sớ mờ là sớ bóng này. Dây khó không rin, dây đặc biệt cũng dài nữa. Chiếc này rất đẹp như này. Ocalic 4.5 này. Chono wrap đầy đủ, bấm cho wrap này. Này là 1/10 dây, cái này dây nè. Rồi này phúc. Rất đẹp như thế này. Kim cọc số dài quen. Đây, kim cọc số dài quen rất sáng luôn. Dây dài. Em lên tay cho nhà xem. Rất đẹp nha. Em đo dây xài luôn, dây luôn. Dây này 19-20 đeo vô tư luôn nha, 20 vô tư luôn. 19-20 vô tư. Tại ba ngón tay em vô thoải mái luôn. Chiếc này có size mặt là size 42 nha cả nhà. Size khá to, size 42. Sừng châu rất đẹp luôn. Dây này, có này. Chẳng hề thông số phía sau nè. Nấm có logo đầy đủ của nó, hãng Adidas, hàng chính hãng. Chiếc này mới rất mắc nha cả nhà. Này, Adidas nè. Này cũng phiên bản dạng đặc biệt. Japan Women International. Là cái gì em không rõ. Không rành tiếng Anh lắm. Vỏ thép không rỉ. Made in Under for Adidas. Này của hãng nha. Thép này nè, có thông số thép luôn nha. Thép 316L. Rồi, đầy đủ. Rồi, dây thì thoải mái dài rồi như nha, 19-20. Dây thoải mái. Rồi, chiếc này em để cho nhà 1.450.000 nha các nhà. 1.450.000, mã B22. Rất đẹp, độc đáo nha, hàng hiếm nha nha. Lâu lâu mới chiếc. Hồi xưa em bán cái này em bán còn cao hơn, bán 7-8 nữa. Bên mém chiều nhà chiều 4-50. Rồi, mẹ B22 nha cả nhà. Rồi, tiếp theo em lên chiếc Seiko nha cả nhà. Full Chrono Wrap. Chạy máy full 7 kim. Form rất đẹp, dễ lên tay luôn cả nhà. Dây khó. Dây thép. Dây khó nguyên rin nha cả nhà. Lên để lên ba rất liệt rồi, cái nhà đeo chỉ việc đeo thôi. Mùa của lúc 3 giờ. Chua rep nè, pin chạy nè. Cái này phút và tiếng nha cả nhà. Còn đây là 1/10 giây, 1/20 giây về giây. Chiếc này khá lên tay, đẹp, dễ lửa lên tay luôn cả nhà. Chiếc này có size mặt là size 40. Kẻ núm là 41. Phun 6 kim. Nó dòng chạy phun 6 kim, phun 7 kim này nó chạy chạy máy bộ máy của Seiko là 7T92. Đây, em cho cả nhà xem. Thì khó nguyên rin. Thông số phía sau những cái nhà, 7T92 nè.
Vital Resist vỏ thép không rỉ kháng nước 10 ATM. Đầy đủ, size 40, dễ lên tay luôn quá nha. Đây. Rất đẹp, rất là gọn, dễ lên tay lắm nha. Seiko huyền thoại luôn rồi. Đeo cực bền, dây này chay dây 19 năm. 19-20 vô tư nha, còn nứt luôn nha. Rồi, hôm nay lên hơi tối. Bây giờ canh lên sớm mà bận bịu quá, không lên được. Rồi, rất đẹp như cái này, size 40. Này, dây nó còn một nứt vô trong, hết rồi. Này 19 năm vô tư, mà size này có 19 năm anh em mà đeo nó hơi nhỏ. Vây đeo có 18 đổ lại là đẹp. 18-19 đổ lại đẹp. Rồi. Chiếc này em để cho nhà mình là 1,1 triệu nha cả nhà. Mẹ B22. Rồi, B23 chứ, mẹ B23. Rồi 1,1 triệu nha cả nhà. Bấm dừng trẻ kim nè. Đó, nó chảy một cái kim, bộ kim này lột xuống nó dưới luôn. Rồi. Rồi, em lên làm chiếc này nữa. Chiếc này chiếc fossil nha, rất là đẹp luôn. Form kèn này không hiểu mấy anh không chốt nè. Form kèn cổ điển rất đẹp luôn. Mấy kèn này có lịch luôn cả nhà. Kim cọc số dài quang này, kim cọc số dài quang này. Rất đẹp. Đến tiết dài quang của con Seiko cho các nhà xem. Đây, kim cọc dài quang rất sáng luôn, cực sáng luôn, Seiko nha các nhà. Rồi, con này em tiết dài quang lại cho các nhà xem. Đây, kim cọc số dài quang, form đơn giản, thanh lịch, rất dễ lên tay luôn. Chiếc này có size mặt là size 42, cái núm là 45, dây khó nguyên rin. Đây, khó nguyên rin miễn nha, còn xài ok, dây còn xài ok luôn. Vỏ thép không rỉ fossil nè. Chiếc này có hộp như cái nhà. Hộp của nó nè. Hộp fossil đầy đủ như cái nhà. Hộp nó gì có hộp thôi. Dây khó nguyên rin. 42 rất là dễ lên tay, tay em đeo cũng này cũng được. Thanh lịch, dễ đeo, không sợ gì được đeo được hết. Kim cam dễ xem giờ nữa. Dây khó nè. Xài ok hết nha nhà. Rin mình xài ok hết. Đây, dây khó nguyên rin. Rồi. Chiếc này em để ở nhà 930 nha các nhà. Mẹ B24 nha các nhà. Mẹ B24. Rồi, có hộp luôn các nhà. Mẹ B24 nha các nhà. 930. Rồi, hôm nay em lên nhiêu đó nha cả nhà. Hôm nay em lên 7 chiếc. Rồi ok. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Cả nhà nhớ đợi một xíu để coi phim HD, có video HD là cả nhà coi cho rõ nha cả nhà. Cả nhà mới vô coi á, thì em up lên á, cỡ 10 phút, 15 phút sau là cả nhà vô coi được rồi. Nó sẽ rõ hơn nha cả nhà. Rồi, ba cả nhà hẹn về video sau. Anh em thích mẫu nào cứ điện gửi Zalo giúp em nha. Chụp hình gửi Zalo cho em để em trả lời nhanh nhất nha cả nhà. Rồi, bye cả nhà.